Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không biết học đó. Quay gọi tầm cũng sao rồi là có cái gì trước ở tới nguyên vậy sao tới mười lăm tuổi vậy còn người đây chỉ số mình một lần sáng đó là mình được học trẻ chứ không biết học có dành đủ dành nhà đi chợ chợ không có thấy là không có ai quá không có ai quá.